Đài truyền hình SBTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng, đi vào khung trời kỷ niệm của ngày nào trong 26 nhạc phẩm được chọn lọc thật kỹ lưỡng. Những mối tình của tụi mộng mơ ở cổng trường Trương Vương, Gia Long, thuở đó luôn làm lòng ai đó, đến nay vẫn sống âm thầm trong nỗi nhớ. Hãy một lần bước về dĩ vãng để sống lại những ngày xưa thân ái. Để order DVD, xin liên lạc 714-636-1121 hoặc 888-500-2018. Quý vị có thể order trên online sbtn.tv hoặc mua digital copy trên sbtngo.com.